mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và an toàn. Anh Ba, anh Vy, hôm nay vô quán mì cay kiếm món gì lạ lạ ăn thử bữa anh Ba, anh Vy. Này ghé chợ, ghé chợ tôi cần sách gì vậy? Quà, quà. Cái kia tặng cho anh Ba. Có gì ăn em ơi? Vô trong này cái đã ở ngoài nóng quá, vô đây mát đã hả? Ở ngoài như lửa. Em đây có lẩu gì, lẩu gì em? Dạ có menu. Lẩu bún lò. Lẩu bún lò. Lẩu bò Mỹ. Lẩu xương ngư. Lẩu nấm. Lẩu gì? Lẩu nấm với lẩu tấu xiên. Tấu xiên. Cái lẩu này kêu bằng lẩu gì? Dạ. Sông ngư hả? Dạ, là hai ngăn. Hai ngăn à. Còn gọi là cái gì khác nữa không em? Dạ không có nhiều. Cái này là người ta gọi là nguyên ương đúng không? Lẩu nguyên ương đúng không? Dạ, được chọn nước lẩu. À. Coi như là cái này cay không? Cay dữ không? Cái này là chua cay, còn cái này là ngọt. À. Cái này là cay. Cái này là một cái lẩu này, trong này nó có vị gì em? Trong này cái nó có cái gì? Nó có cơm với mực với cái gì với xúc xích. À vậy hả? Rồi chiên thả lẩu rồi. À. Dạ. Với bò. Rồi giá nó là 199k hả em? Dạ. 199k. Rồi em lấy em làm cho anh hai cái lẩu này. Dạ rồi. Ừ. Thì lẩu nguyên ương nó dở ra coi anh Ba. Hai ngăn rồi, bỏ ra ngoài, bỏ lắp ra ngoài luôn đi. Đây tất tiên ngoài nằm ngoài mỗi người là 10 gói mì. Bây giờ nói hai anh em thế này, hôm nay không để thời gian ăn hết cái mì, mỗi người 10 gói mì, cái nấm với lại hột tàu hũ thì buộc phải dùng, còn rau thích dùng thì dùng, không dùng thì thôi ha. Ở dĩa đây à, à gà hấp dẫn, bò rồi chả gì tùm lum nè, tôm mực gì đó, cá hồi gì tùm lum, coi như là cái này ăn hết nha. Ngoại trừ xương đâu thì mình loại bỏ thôi. Hôm nay chơi lớn cho anh em chút xíu, đó là một người nào về trước được chu gửi, người nào về sau được năm xị ha. Nhưng mà bỏ vô là ăn luôn, không ấy như mỗi bữa. Cũng sơn cảm ơn anh chị comment vô kênh đem lẩu ra là bỏ mì vô ăn luôn cho hấp dẫn. Sơn cũng cảm ơn anh chị. Đây, rồi hôm nay là chỉ bỏ vô là lụm á. Mình để nó 2 triệu nha. Bỏ cá rồi vô ha. Bỏ cá vô đây, chính là bỏ mì vô lụm á. Tôm nhảy ra con kìa. Bỏ 2 ngăn luôn anh Ba. Nguyên ương anh bỏ 1 ngăn vậy. Ta xài 2 ngăn luôn á. Cái anh Huy có một dĩa rau nè, tàu hũ với lại nấm, còn rau sống thích ăn rau nào ăn. Ớt chuông không thích ăn thì bỏ ra. Ăn ớt cay phải không? Ớt chuông không ăn phải không? Có một phanh nó không gì. Anh Ba có thích ăn ớt chuông thì không được ăn rồi. Được rồi hả? Cái bắp là nó chắc nó chưa chín đâu, còn cái bắp chưa chín thì khỏi ăn cũng được. Nè anh Quy còn nấm với đây tàu kia nữa anh Quy ơi. Mày đó. Ừ. Cho nó công bằng. Không có anh đó. Còn hả? Còn miếng nữa kìa. Này đúng hả? Ừ. Rồi anh Ba bỏ bắp cải vô luôn anh Ba. Cải thôi, cải thì rồi hồi bỏ bọc đem về nhà nấu canh. Nồi canh hả? Nồi canh nhỏ nhỏ. Đây, bọc chùm lên cho đó, rớt. Rồi, đẩy nắp lại cho cá nó chín đi rồi bỏ mì vô lo ăn nha. Một khi cá chín là bỏ mì vô ăn. Rồi kéo hai cái dĩa mì vô trong đi. Lấy cái dĩa rau bỏ ngoài luôn anh Ba cho nó rộng anh Ba. Đó. Bỏ ra ngoài luôn anh Ba. Cái gì nữa? Bỏ ra ngoài. Coi chừng rớt nước mắm.
Hôm nay là bỏ có mì nào vô ăn luôn, ăn luôn á. Rồi bỏ túi luôn đi. Không, tôi bỏ túi. Rồi để đắp lại cho nó chín cái. Thôi khui. Để giá quay quay lên coi cái cho bò vô sớm là bò là chừng dai bò nha, bò dai nha. Ngoài này là út trước rồi. Ừ, bên đây Huy. Ồ, rất hấp dẫn luôn. Anh ba. Lên tay. Tôm. Này ngon lắm anh ba. Một cái lẩu về 199k. Rồi, hai anh em bỏ mì vô đi. Bỏ mì vô là lụm luôn á. Hôm nay đợi soi vô luôn á. Mấy cái thịt này vớt ra mới bỏ mì vô được. Ừ, anh muốn vớt không vớt thì tùy anh. Bỏ mì vô là lụm á. Hôm nay ăn để trên bếp ăn luôn. Ăn cho nó hấp dẫn chút chứ lỡ mình nhúng mì vô cái mình lấy mì ra cái giống như mì trụng. Không hấp dẫn, không còn gọi gì là cái lẩu. Cái bắp anh thích ăn, ăn anh ba, bắp nó chưa chín anh ba. Rồi bỏ mì vô lên ba. Cái hai gói mì bên đây là nó chừng nó mềm rồi đó anh ba. Đó. Rồi ra hết luôn cái bọc luôn ba. Đúng rồi. Rồi vậy. Đó là giảm lửa nhẹ xuống chút. Hồi ăn vừa nhúng luôn. Nấm nó nóng lắm mà, gấp nó nóng, nó nấm nó ra đi mà. Nó dài lắm. Rồi lụm nha. Không phải như mọi bữa mà trụng hết mới ăn. Ăn lẩu à. Hôm nay có khác chút xíu. Ăn từ chợ. Vậy nó hấp dẫn. Rồi chưa. Hả? Đũa hả? Đũa nè. Đũa khác. Chạy đâu từ đũa mày hỏi ai vậy quên. Rồi chuẩn bị nha, điểm nha. Ở Sơn cũng đại diện hai anh em tổng mời cô bác chị bạn dùng lẩu với hai anh em của mình. Xin mời. Rồi chuẩn bị nha, điểm nha. 1, 2, 3. Ôi trời, đẩy lẩu này thất kiểu. Em cho anh làm trên mượn em. Em lấy giùm anh hai cái hộp giấy để cho hai anh đó, để cái dĩa mì lên giùm em. Cho hai hộp. Bỏ cái dĩa mì ăn anh tôi lại lên trên em thấy cái vị. Thêm hộp còn hộp nữa, thêm một hộp nữa. Đúng rồi. Ăn gồng xuống quá, đúng rồi đó. Ăn gồng xuống quá. Khi thấy cảm giác mì chín là tắt lửa luôn đi anh ba anh Huy. Xong mì rồi. Nhưng mà không có nhắc xuống. Tắt để đó. Hôm nay đổi lực chơi khác hơn một bữa chút xíu. Ở gần em mà có chiến thuật giỏi không? Thì Sơn cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn comment vô kênh góp ý với Sơn. Thì hôm nay Sơn thực hiện cái lời cái comment.
Anh gấp ba cái gói mì đó ra, anh cho cái kia vô luôn được rồi anh Huy. Cùng ba vô. Cái tay kia dĩnh dĩ anh ba chừng đổ anh ba rồi đã cho nó hợp á, một khi anh gớt xuống đất là anh thua. Gớt cái đất đâu có lấy lên ăn được, rồi buộc anh phải thua.
bò là bò Úc. Rồi chạy nước nè em ơi. Tắt lửa đi em ơi.
chay.